tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tổ chức cuộc gặp báo chí thông tin thêm về giá điện và tình hình sản xuất, nguồn cung điện trong các tháng còn lại của năm 2019. Trong tháng 6, dự kiến sẽ phải huy động từ dầu để sản xuất khoảng 90 triệu kWh từ nhà máy điện Ô Môn để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Bên cạnh đó, huy động khoảng 37 triệu kWh từ điện gió, 423 triệu kWh từ điện mặt trời và 50 triệu kWh từ điện sinh khối. Theo dự báo của EVN, tình hình huy động nhiệt điện trong tháng 6 năm 2019 sẽ căng thẳng. Khả dụng hệ thống giảm thấp nên phải huy động nhiệt điện than khí miền Nam tối đa theo khả dụng tổ máy và nhiên liệu sơ cấp. Tuy nhiên, việc đưa vào các dự án điện mặt trời sẽ góp phần đảm bảo cấp điện. Ngày 29 tháng 5, liên quan tới vụ án một bệnh nhi nữ 13 tuổi khi chụp X quang phổi tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, Sơn La đã bị kỹ thuật viên chụp X quang có hành vi hiếp dâm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Nhai đã khởi tố bị can đối với Mùa A Chớ, 28 tuổi, kỹ thuật viên chụp X quang bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau khi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra, Mùa A Chớ đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại đối với nữ bệnh nhi 13 tuổi, ngụ xã Chì Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Theo đó, lợi dụng nghề nghiệp, Chớ đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân khi cháu bé được chụp X quang phổi. Lời khai của Mùa A Chớ tại cơ quan điều tra cũng trùng khớp với tố cáo của cháu bé. Ngày 29 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Tô Hoàng Sơn, giáo viên dạy môn hóa của trường trung học cơ sở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, khoảng tháng 5 năm 2018, nhiều phụ huynh có con em học tại trường trung học cơ sở thị trấn Thới Bình đã có đơn tố cáo ông Sơn đã nhiều lần thực hiện hành vi sàm sỡ, xâm phạm thân thể như vuốt ve, sờ má, sờ đùi, ôm, sờ ngực các nữ sinh lớp 8 và 9 trong lúc dạy thêm môn hóa tại nhà riêng. Ngày 29 tháng 5, theo nguồn tin của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ xuất xứ của lô thuốc hết đát về tẩy rửa, dán nhãn mới, chuẩn bị được đưa về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo đó, chiếc xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng kiểm tra phát hiện xe chở 2.200 lọ thuốc không có hóa đơn chứng từ. Từ lời khai của tài xế, công an kiểm tra nhà của đối tượng phát hiện thêm 230.000 lọ thuốc các loại. Qua làm việc, tài xế Tinh Châu khai nhận đã mua số thuốc hết hạn sử dụng trên thông qua mạng xã hội Facebook với giá khoảng 500 triệu đồng. Sau đó, Châu mang tẩy nhãn cũ, thay nắp lọ và dán nhãn mới còn hạn sử dụng để đưa về thành phố Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Giá bán mỗi lọ dao động từ 170.000 đồng đến 400.000 đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, số liều vaccine Combify chỉ mới bao phủ khoảng 5% số trẻ cần tiêm chủng các mũi cơ bản phòng 6 bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, HIV, bại liệt. Bên cạnh đó, có khoảng 70% số trẻ được tiêm chủng vaccine dịch vụ. Như vậy, vẫn còn khoảng 16.269 trẻ em sinh từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 vẫn chưa được tiêm chủng phòng các bệnh này, chiếm tỷ lệ 25%. Đây là nguy cơ rất lớn dẫn đến sự gia tăng số ca mắc các bệnh này trong thời gian tới nếu trẻ em không được tiêm chủng theo lịch. Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố khuyến cáo các bậc cha mẹ có con dưới 1 tuổi cần đưa con đi tiêm chủng theo đúng lịch tiêm chủng bắt buộc do Bộ Y tế quy định. Đối với trẻ em trên 1 tuổi, cha mẹ cần xem lại sổ tiêm chủng để biết có thể đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ. Sáng ngày 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với các sở ngành quận huyện liên quan về tình hình bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian qua đã tập trung chỉ đạo các sở ngành quận huyện liên quan về tiến độ triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Bên cạnh đó, giữa thành phố và các quận huyện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để cùng tháo gỡ vướng mắc với quyết tâm thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào ngày 30 tháng 6, đúng như cam kết tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy thành phố với các sở ngành quận huyện và chủ đầu tư liên quan đến dự án này. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố danh mục cảng cạn, gọi tắt ICD Việt Nam, bao gồm ICD Phúc Lộc Ninh Bình, ICD km 3+4 Móng Cái Quảng Ninh, ICD Hải Linh Phú Thọ, ICD Tân Cảng Hải Phòng, ICD Đình Vũ Quảng Bình Hải Phòng và ICD Tân Cảng Nhân Trạch Đồng Nai. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 6 cảng cạn ICD với 16 điểm thông quan hàng hóa có chức năng như cảng cạn,
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hệ thống cảng cạn được phát triển nhằm tổ chức vận chuyển container một cách hợp lý, tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics trên các hành lang vận tải, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cảng biển, cửa khẩu quốc tế và các đô thị lớn. Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 5 năm 2019 ước tính nhập siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 5 tháng năm 2019 nhập siêu 548 triệu đô la Mỹ, cùng kỳ năm trước xuất siêu 2,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, xuất siêu 12,73 tỷ đô la Mỹ. Xét về thị trường đối tác, Việt Nam xuất siêu sang EU đạt 11,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu từ Trung Quốc 16,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,9%. Nhập siêu từ Hàn Quốc 11,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,6%. Nhập siêu từ ASEAN 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,7%. Chính phủ Nhật Bản đã đề xuất với Trung Quốc rằng hai bên nên bắt đầu tổ chức các cuộc họp giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề an ninh. Thông qua việc đề xuất tổ chức cuộc họp 2+2, Nhật Bản hy vọng giảm bớt căng thẳng ở khu vực mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền liên quan đến quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Diễu Ngư. Bắc Kinh hiện vẫn chưa chấp thuận hay từ chối đề xuất trên, song cho rằng vấn đề này có thể nằm trong chương trình nghị sự khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 tới.